Em Mai xin kính chào cô chú anh chị cùng các em. Hôm nay em Mai quay nhà phố ha cả nhà ha. Căn nhà này nằm tại thuộc một cái phường trung tâm thành phố Biên Hòa. Địa chỉ cụ thể của nó là ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và em Mai xin phép được bắt đầu. Vị trí của căn nhà ngày hôm nay thì rất là tuyệt vời. Tại cái vị trí mà em Mai đang đứng á, thì đầu tiên là em Mai muốn giới thiệu về con đường. Từ vị trí em Mai đang đứng cách khoảng 30 mét là con đường này. Con đường này là con đường Đỗ Văn Thi. Ở ngoài cái con đường này, cái chỗ màu vàng vàng á, là có cái chùa Đại Giác hơn 300 năm tuổi. Đường Đỗ Văn Thi, cách đường chính Đỗ Văn Thi chỉ 30 mét thôi. Cái điểm nổi bật thứ hai là bên tay phải. Đây, bên tay phải này là Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa. Đó, thì cái căn nhà này phía sau cái Ủy ban xã Hiệp Hòa này cũng như cách đường chính Đỗ Văn Thi chỉ 30 mét thôi. Và con đường trước đất là xe hơi, xe tải chạy thoải mái ha. Rồi, em Mai xin phép mời cả nhà mình nhìn xung quanh vị trí trước. Đây là con đường trước nhà. Ở đây có một cái ngã ba. Và căn nhà của chúng ta là căn nhà này, bên đây. Căn nhà có diện tích là 56 mét vuông, sổ riêng và thổ cư 100%. Đây là nhà cấp 4. Xe hơi thoải mái. Xe hơi chúng ta vào cả nhà ha. Rồi, em Mai xin phép mời cả nhà. Đường vào đây là đường thông, vô đây còn một cái xóm nữa. Còn bên đây ngược lại. Đây là căn nhà của chúng ta ngày hôm nay. Ngang là có 3 mét, dài là 20 mét. Nhà cấp 4, sổ riêng, thổ cư 100%. Và nhà cấp 4 này có hoàn công trên sổ luôn. Có hai lớp cửa, đầu tiên là cái cửa này, sau đó tới khoảng sân. Khoảng sân thì khoảng 3 mét mình có thể để xe máy. Và tiếp theo là tới cái cửa kính như thế này. Nhà ốp gạch sạch sẽ, nền với tường ốp gạch cao khoảng 1,5 mét. Đây là cận cảnh của căn nhà ngày hôm nay. Căn nhà giá rẻ, ngang 3 mét, dài 20 mét, sổ riêng, thổ cư 100%. Nhà cấp 4 có hoàn công trên sổ, nằm tại địa chỉ ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và cái giá rất là mềm. Ở cái vị trí này phù hợp là một cái mình có thể ở, đi làm, rồi kinh doanh là đều được ha. Kinh doanh nhỏ nha. Sau khi mình đi qua phòng khách là tới khu vực phòng bếp, tủ bếp, bếp điện, chậu rửa. Và phía sau mình đi sau khu vực bếp là một cái khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh sạch đẹp ha. Và cuối cùng là phòng ngủ. Cái nhà này thì phù hợp với đôi vợ chồng trẻ ha. Nhà ít người. Phòng ngủ có giường, tủ, bàn trang điểm. Và cuối cùng là sân phơi. Cái nổi bật của cái căn nhà này là nhà hai mặt tiền ha. Phía sau là mình có một cái con hẻm nữa, cho nên là rất là thoáng. Khu vực này thì mình làm sân phơi, mình để máy giặt ngoài đây. Sân phơi ngoài đây ok. Rồi phía sau cái hàng rào này là một con hẻm, cho nên rất là thoáng. Rồi, căn nhà chỉ có vậy thôi, đơn giản lắm. Vị trí này đi cách cầu, cách ủy ban xã Hiệp Hòa, cách chùa Đại Giác chỉ khoảng 50 mét. Ra cái cầu Hiệp Hòa chỉ khoảng 150 mét. Ở đây gần đây là khoảng, đi chợ thì khoảng 150 mét ha. Đây là mặt tiền trước nhà. Rất là thoáng mát luôn. Nhà hướng nam ha cả nhà ha.
căn nhà phố hướng Nam. Và bây giờ là phần hướng dẫn đường đi. Thì cái nhà này á, đã có nhiều đường tới. Em Mai đi hướng từ trung tâm thành phố Biên Hòa qua ha, đoạn Biên Hòa đi qua cầu Hiệp Hòa. Thì mình sẽ đi qua cầu Hiệp Hòa và gặp ngã tư Hiệp Hòa. Mình rẽ phải để tới ủy ban phường Hiệp Hòa, cũng như là chỗ khu vực cái chùa Đại Giác luôn ha. Thì khi những cái video mà em Mai quay á, thì em Mai sẽ cố gắng quay thật chi tiết và để cho mọi người hình dung cái con đường đi đến một cái sản phẩm nó thật là kỹ. Nhưng mà cũng mong là cô chú anh chị nào quan tâm đến những cái sản phẩm mà em Mai chào bán á, thì liên hệ với em Mai để em Mai dẫn đi xem. Vì nếu mà mình tự đi đến trực tiếp mà giao dịch với chủ á, thì chủ sẽ không có trả phí cho em Mai, thì em Mai đói luôn, cũng như là không có tiền đổ xăng luôn cô chú anh chị ha. Mong là cô chú anh chị mình thích cái sản phẩm nào thì cứ alo cho em Mai. Em Mai dẫn đi không có thu một ngàn đồng phí nào của anh chị hết. Nhưng mà nếu mà bán thành công á, thì chủ mới trả phí cho em Mai. Mình đi thẳng giao dịch thì coi như em Mai là không có ngàn nào. Em Mai xin cảm ơn. Và tới đây á, thì mình sẽ gặp một cái ngôi chùa hơn 300 năm tuổi, đó là chùa Đại Giác. Và đối diện chùa Đại Giác là Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Hòa. Đây là chùa Đại Giác nè. Rồi đường trước đất là đường lớn này là đường có tên là đường Đỗ Văn Thi. Đối diện là ủy ban, và đây là quang cảnh xung quanh. Và con đường này là con đường nhánh của con đường Đỗ Văn Thi. Từ cái vị trí này mình nhìn thẳng vào trong thấy cái nhà màu đỏ đỏ đó là cái nhà mà hồi nãy em Mai quay cho cả nhà mình xem ha. Đây ủy ban, rồi chùa, rồi những cái biệt thự xung quanh. Vị trí phường Hiệp Hòa là một cái cù lao Hiệp Hòa rất là nổi tiếng. Giá đất ở đây rất là cao nha cả nhà. Thông tin cơ bản của căn nhà là ngang 3 dài 20, sổ riêng, thổ cư và xây nhà có hoàn công trên sổ tại địa chỉ ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, phường Hiệp Hòa ha cả nhà ha, lên phường rồi. Phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cách đường chính Đỗ Văn Thi, cách ủy ban xã, cách ủy ban phường chỉ có 50m thôi. Đi ra cầu Hiệp Hòa thì khoảng 150m, từ đây ra chợ thì khoảng 100m ha cả nhà ha. Với một cái căn nhà là phù hợp đối với đôi vợ chồng trẻ ít người như thế này, và giá rất là mềm. Em Mai xin báo giá luôn, giá chính chủ chào bán cho căn nhà này là 2,8 tỷ ha cả nhà ha. Anh chị em nào cần một căn nhà để ở vừa đi làm mà lại trung tâm thành phố Biên Hòa thì mình có thể là alo cho em Mai để đi xem căn nhà này ha. 2,8 tỷ cho một cái căn nhà phố pháp lý đầy đủ và rất là thuận lợi, vị trí rất là đẹp. 2,8 tỷ cho căn nhà này nha. Em Mai xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà.